Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Nói Thổ của Toàn. Thì hôm nay Toàn có vài những mẫu sản phẩm mới nhất của Toàn về bao cát và găng tay đấm bốc. Thì hôm nay Toàn sẽ giới thiệu cho anh em. Bên cạnh Toàn đây là một cái bao đấm 60kg. Như các bạn, cực kỳ nặng, đầm, dành cho những bạn nào thích tập nặng, tập chuyên nghiệp. Thì cái bao này, các huấn luyện viên tập ở phòng tập chuyên nghiệp thì người ta mới đặt mình những bao siêu to của cái bên này đấy nhé các bạn. Nếu mà tập tại nhà thì chúng ta là muốn tập chuyên nghiệp thì không thể thiếu em này. Rất sướng, đấm đá nó đầm, nó không có bị rung lắc, bị bay. Thường thường anh em ở nhà tập cái bao nhẹ đúng không? Tập những bao 1m, 1m2, bao 80, khoảng tầm 30 cân, 35 cân gì đó anh em đấm đá một cái nó bay. Nhưng mà bao này thì lại không. Bao này đầm nó cứ đứng chơ vậy đó, lợn lì cho anh em. Giờ mình đấm nha, giờ mình đấm cho anh em xem. Giờ cái sàn này không biết chịu nổi nhưng mà mình cứ thử đấm để cho anh em xem tiếp xúc thì xem thế nào. Vẫn không bay được các bạn ạ. Đấm vẫn không bay, mình xin phép không đá. Không đá là mình sợ cái sàn này, sợ cái dàn này hôm nay làm chế ra để trưng cho anh em thôi. Nhưng mà máu quá mình, các bạn để ý cái này nó cong xuống này, nặng nó cong xuống khi là đồng vào. Con này thì 1m2, đường kính là 50 nhé các bạn, đường kính tròn của nó là 50 và chiều cao của nó là 1m2, nặng 60kg là anh em có thể đấm. Anh em đấm thoải mái, không lo nó bị rung lắc gì hết, không lo nó bị bay vào thì đấm đá thoải mái. Mình nghĩ nếu mình cũng đá thì đá nó cầm như vậy thì như các bạn nó cũng không bay được, trọng lượng nó nặng với ngang mình luôn. Và chắc chắn anh em xem video là mình nhỏ hơn nó, có nó nói rất là nhiều, nó làm được hai lớp da PU bằng hai lớp da PU và dây xích keo, có may cái đường chỉ để chống bung bát này. Xem da là da PU không chóc này, là bằng hai lớp da. Thì bên trong còn thêm một lớp dây chịu lực nữa. Bên mình nhồi vào bằng vải nhé các bạn, nhồi vào vải để cho bao nó có đàn hồi, đấm vào thì nó sẽ nở ra nhé các bạn, nó không bị cong bao, không bị méo bao. Thì đây là một trong những bao siêu to khổng lồ nhé các bạn. Ngoài ra thì anh em nào thích bao mà giá rẻ thì có bao tam binh thun này. Đây là bao tam binh thun, bao này dùng để treo vào tường, ví dụ tường nhà các bạn tường vậy, anh em treo lên anh em đổ cát và anh em đấm thôi, nó có trăm mấy hay trăm dưới thôi, rất dễ. Cho anh em là bắn vào tường hoặc đi du lịch mang theo để tập luyện, đi chỗ này chỗ kia mang theo cái túi để bỏ cát vào treo lên đập ra đấm thôi, chủ yếu là đấm và chỏ thôi nha các bạn. Thì cái bao tâm đi thu. Còn đây là cái găng tay mới, mẫu mới của mình là Avalanche, ngày xưa có bán rồi, bây giờ cũng bán lại. Mấy mẫu cũ thì mình không giới thiệu nữa nha, ba cái mẫu cũ này là mẫu mới này, có màu xanh, màu đỏ, màu đen luôn nha anh em. Mình rất thích làm video nhưng các bạn, làm video thì nó thật hơn, người thật việc thật, và quay chi tiết cho anh em xem chi tiết đàng hoàng. Quay sau đây đây, đây là màu đỏ nhé các bạn, bên trong này, bên ngoài này. Đấy. Da của nó cũng là da PU nhé. Đây là màu đen cho anh em là thích sạch, Avalanche màu đen. Bên trong là có những cái lỗ thông khí này để cho anh em thoáng tay này, da PU này. Mẫu này cũng còn rẻ, mẫu này thì có 3 size, tức là size 8, size 10 và 12. Size 8 dành cho học sinh, size 10 dành cho người lớn và size 12 dành cho những bạn nào trên 70kg nhé các bạn. Đây là những mẫu mới này, Avalanche này. Hàng này hàng nhập Trung Quốc, còn hàng này hàng Made in Việt Nam của Toàn, Toàn sản xuất nha các bạn. Hàng này cũng Việt Nam, Made in Việt Nam của Toàn sản xuất nha các bạn. Cái này da này cũng làm được da PU của này luôn, rất chi là chắc và bền nhé các bạn. Thì đảm bảo với anh em về chất lượng và giá cả thì cái bao này mình báo giá cho anh em biết nha. Anh em từ nãy là hóng cái giá của cái bao này, cái bao mình rồi sẵn như thế này là 1,5 triệu. Mình sẽ giảm hơn so với một số những shop khác. Tại sao? Tại
thì mình sản xuất ra người ta bán 2 triệu kệ người ta, bán 2 triệu rưỡi kệ người ta, mình quan tâm cái đó là đừng có so sánh giá cả mình lại bán rẻ hơn là như thế nào. Quan trọng nhất là anh em phải biết được là người ta sản xuất ra người ta phải bán rẻ hơn, chứ bây giờ mà mình còn mua đi bán lại thì mình cũng phải bán bằng giá người ta, chứ đó là điều chỉ lý và chính xác. Còn đây là mình sản xuất ra giá nó sẽ rẻ hơn là chỉ có 1,5 triệu thôi. Và cái bao đã nhồi sắn như thế này rồi, đã nhồi sắn như thế này nặng 60 cân cho anh em về chỉ có tập điện thôi, và đảm bảo anh em tập cái bao này thì bao phê, bao đầm, bao chắc chắn cho anh em. Anh em tập chuyên nghiệp tha hồ, và tập xong là không muốn tập bao khác bởi vì quen đánh cái bao nó đầm là nó sướng rồi nhé. Bao này giá này là giá ngon lành đấy cho anh em, thì mình cũng vừa mới ra cái mẫu này luôn. Khách hàng thì đã đặt nhiều rồi, thì khách hàng đã đặt hôm nay là mình lên đặt rất nhiều cái toàn này. Đây những cái mẫu bao thì giao cho khách, đây của mình cảnh đây. Cái thảm, nếu anh em cần thảm thì đây thảm bao, có rất nhiều mẫu bao thì toàn không thể giới thiệu được hết các mẫu bao được, mình chỉ giới thiệu các mẫu bao mới nhất của toàn thôi ngày hôm nay thôi. Quên khoái màu đen này à, không hôm nay phải tép màu đỏ, tép màu đỏ nhé các bạn. Hôm nay toàn trực tiếp toàn tép màu đỏ cho các bạn, các màu đỏ các bạn biết sao không? Màu đen với bao đen là gì, nó trong video nó không bắt, nó không ăn hình, chuyển sang màu đỏ tép luôn. Cái kéo nó rất chi là chắc đấy, kéo ra cũng phải dùng lực mạnh để kéo được ra, cái độ bám dính của nó rất chi là tốt. Khi em không có ai ở nhà thì một là dùng cái đây này, không có người hỗ trợ dùng cái này, bấm kéo lại này, bấm định vào đây, kẹp lại đây để kéo cái này lại là xong, hoặc là dùng răng kéo lại xong. Có hai cách đấm tự tin hẳn các bạn. Khi mà anh em đeo găng vào thì anh em bung lực nó sướng hơn. Đấm tay không thì thật sự ra mình muốn đấm mạnh hết sức rồi, nhưng mà cái cổ tay nó không thể chịu được hết sức của Toàn được. Nên đeo găng vào thì Toàn tự tin và đấm hết sức, nên anh em thấy mình đấm không? Nó bay cái phần này chân đế đi chỗ khác luôn. Đấm mà nó chỉ bay cái chân đế đi chỗ khác luôn. Nha các bạn. Nếu mà các bạn để nền ở dưới đất hoặc là chỗ nào ma sát hơn thì cái này mình nghĩ là chịu được. Nhưng mà thôi, anh em từ nãy mình test là anh em đã hiểu được. Đấy là cái độ chắc của cái bao này, đầm của cái bao này. Cũng muốn đấm lắm anh em. Thèm làm cái đồ mà cứ canh me để được đấm. Mai là có khách rước em nó đi rồi, là phải làm bao mới cho mai mốt mình làm riêng một cái cho Toàn thì Toàn tập. Máu lắm rồi. Hôm qua chia sẻ với anh em hôm qua nhá, hôm qua chia sẻ với mọi người mình làm một cái bao cho Toàn đồng hoàng rồi, đẹp lắm, một cái bao to không bằng cái bao này, không thiếu chú 50 cân thôi. Toàn làm cái bao đó cho Toàn tập, chia sẻ thật với anh em như vậy, khách qua nhà hốt luôn, mất luôn, không có cái đồ tập. Anh em nào không nếu mà muốn xem cái bao đó thì lên Zalo của Toàn có chụp hình ở trên Zalo á, Toàn chưa kịp tập một phút một giây nào luôn. Có trên TikTok mình đăng rồi, khách qua nhà là lấy cái bao đó trên TikTok, anh em lên xem đó, khách qua nhà là lấy cái bao đó luôn, cái bao đen mà có hai đai trắng ở đây này, có hai cái đai trắng hai bên là Toàn làm ra để Toàn tập. Nhưng mà khách qua nhà thấy bao đẹp quá, tép luôn, treo lên để cho khách tép luôn, đấm đá luôn, thấy ông ấy hài lòng quá, ông mua hai bao về, ông mua cả bao trái ly nó về ông tập nữa, thì cũng là mình rất chi là thích, mình làm ra là mình tập, nhưng mà khách còn thích hơn thì thành đường lại cho khách. Nên là những người bán là không bao giờ được cái sở hữu những sản phẩm đẹp và chất lượng. Các bạn biết sao không? Cái đẹp để mang đi bán. Bây giờ mình toàn lấy hàng, ví dụ như khách nào mà mình tập bây giờ là thường thường là phải dùng những bao cũ, không dám dùng bao mới. Cũng tiếc, nói chung là sót của những bao mới, bao đẹp và chất lượng là dành cho khách hàng. Còn bao nào tồi tệ thì để lại cho mình, bao cũ để lại cho mình sẽ tập bao cũ. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ có những cái bao tốt như thế này để mình tập luyện. Mình đảm bảo với các bạn là mình rất mê nó lắm, là muốn mình sản xuất riêng, không bán đấy, sản xuất riêng cho mình để mình tập một bao là cho nó sướng cái tay của mình, sướng cái chân mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, số điện thoại Toàn có để trên màn hình cho anh em gọi điện cho mình hoặc là kết bạn Zalo để mình tư vấn thêm cho các bạn nữa nha. Ví dụ như là giá cả của từng loại này nhé nha. Cái găng tay và lát này chỉ có 250 thôi nhé anh em nhá, rất chi là rẻ. Một đôi găng tay chỉ có 250 ngàn và bao nhồi sắn chỉ có 2,5 triệu thôi. Còn bao lát này chỉ có
có 150.000 thôi, cực kỳ rẻ cho anh em. Đây đều là những sản phẩm mới nhất của tháng 8 2022 của Toàn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất.